giữa tin đồn ly hôn, Tim quyết định lên tiếng tiết lộ toàn bộ sự thật. Tin đồn cặp đôi ly hôn khiến nhiều người hoang mang, Tim đã chính thức lên tiếng. Cách đây ít giờ, nhiều trang tin đồng loạt đưa bài về việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh. Nhiều người yêu mến cặp đôi tỏ ra vô cùng hoang mang trước nghi án cặp trai tài gái sắc này đường ai nấy đi. Giữa lúc thông tin đang hết sức hỗn độn, báo chí Thức Trẻ đã kịp liên lạc với nam ca sĩ Tim và nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cụ thể, Tim khẳng định hai người hoàn toàn không có chuyện ly hôn. Nam ca sĩ cũng nói thêm, anh sẽ liên lạc lại phía tờ báo để làm rõ việc đưa thông tin gây ảnh hưởng đến mình. Còn về phía Trương Quỳnh Anh thì phóng viên vẫn chưa liên lạc được. Thời gian gần đây, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn đăng những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc trên Facebook. Ngoài ra, cặp đôi còn mới có một chuyến du lịch dài ngày ở Thái Lan. Điều này khiến nhiều người cảm thấy nghi vấn cả hai trục trặc hôn nhân, thật khó mà tin được. Nhìn thấy này mà bị đồn ly hôn thì nhiều người cảm thấy khó tin. Hơn nữa, cả hai còn mới có chuyến du hí Thái Lan rất vui vẻ. Năm ngoái, Tim đã cầu hôn Trương Quỳnh Anh rất lãng mạn ở rạp chiếu phim. Cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới thì đã bị vướng tin đồn thất thiệt này. Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn sau 7 năm gắn bó. Thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn sau 7 năm gắn bó đang khiến dư luận xôn xao. Sau 7 năm quen nhau, trải qua nhiều sóng gió, Trương Quỳnh Anh và Tim là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Họ từng gây xôn xao bằng một buổi cầu hôn lãng mạn và lên kế hoạch cho hôn lễ đẹp như chuyện cổ tích. Tuy nhiên mới đây, có thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và tòa đã ra quyết định thuận tình ly hôn vì các bên đã thỏa thuận được với nhau. Thông tin này khiến fan của cặp đôi vô cùng bất ngờ, bởi trước đó, Trương Quỳnh Anh vẫn đăng tải hình ảnh của gia đình hạnh phúc bên nhau. Hiện tại, cả Trương Quỳnh Anh và Tim đều từ chối đưa ra những chia sẻ xoay quanh việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc. Tim và Trương Quỳnh Anh quen biết nhau khi cùng đóng chung bộ phim Bóng Ma Học Đường vào năm 2010. Đến năm 2012, Trương Quỳnh Anh mang thai, cả hai sống chung như vợ chồng nhưng chưa làm đám cưới. Giữa họ từng có nhiều mâu thuẫn, thậm chí Trương Quỳnh Anh còn từng bế con ra khỏi nhà vì Tim quá vô tâm. Sau đó, Tim thể hiện sự chân thành, chín chắn, quan tâm đến vợ con hơn. Trương Quỳnh Anh cũng vì chồng con và vun vén cho gia đình nhỏ, quyết định hàn gắn. Trương Quỳnh Anh đăng ảnh gia đình vui vẻ bên nhau vào hôm qua. Sau khi hàn gắn, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, luôn sánh vai cùng nhau trong các sự kiện. Thậm chí năm ngoái, Tim còn cầu hôn Trương Quỳnh Anh ở rạp chiếu phim trước sự chứng kiến của bạn bè và giới truyền thông. Công chúng đang mong mỏi cặp đôi sẽ làm đám cưới trong năm nay. Vì vậy, thông tin ly hôn Tim và Trương Quỳnh Anh khiến ai cũng bất ngờ. Fan vẫn hy vọng thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn không phải là sự thật mà chỉ là tin đồn. Dân mạng đang xôn xao về thông tin này. Khởi My mạnh miệng rủ các phượng cưới chung một lần, nghe được câu trả lời mà choáng. Khởi My đưa ra đề nghị khiến ai cũng bất ngờ. Mới đây, cặp đôi Kiều Minh Tuấn Cát Phượng đã tổ chức buổi họp offline giao lưu cùng người hâm mộ trong không khí ấm áp thân mật. Cả hai khiến ai nấy đều xúc động khi trải lòng về những khó khăn trong sự nghiệp cũng như câu chuyện tình cảm. Khi về nhà, nữ diễn viên vẫn còn cảm giác hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm trìu mến từ đông đảo các bạn trẻ. Cát Phượng không kìm nổi niềm hạnh phúc sau buổi offline. Dù không tham gia được, nhưng Khởi My cũng ngay lập tức vào bình luận dưới dòng trạng thái của cô giáo. Là người thân thiết với Cát Phượng, Khởi My là người biết rõ quá trình tình cảm của cô giáo với nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Bởi vậy, cũng giống như đa số người hâm mộ, nữ ca sĩ gửi cho anh cũng mong mỏi một happy ending cho tình yêu của cặp đôi này. Cuối năm sẽ tổ chức đám cưới với Kevin Khánh, cô nàng thậm chí còn rủ Cát Phượng làm đám cưới chung. Cuối năm con với cô mừng chung một lần cho từng tấn tưng đi cô. Chưa hết buồn cười vì lời rủ rê hài hước của Khởi My, khán giả lại được phan choáng hơn khi thấy bạn gái Kiều Minh Tuấn trả lời để giảng ra cho mọi người còn cày kiếm tiền đi cưới chứ con, quất một lèo bà con sặc máu vì không có tiền đi cưới con à. Cát Phượng từ chối đề nghị cưới chung của Khởi My với lý do này khiến ai cũng phải bật cười. Bên nhau đã 8 năm nhưng cặp đôi Cát Kiều vẫn chưa có ý định kết hôn khiến fan hết sức nóng ruột.
Đám cưới Trường Giang Nhã Phương lập lờ như trò bia, fan ngán ngẩm. Khi Nhã Phương chia sẻ hình ảnh cưới kèm dòng chú thích úp mở tháng 5, Trường Giang khẳng định ngày cưới vào 25 tháng 5 và tổ chức trên biển, khiến người hâm mộ tỏ ra băn khoăn, không biết có thật hay chỉ là chiêu trò. Trường Giang Nhã Phương không ít lần khiến cộng đồng chao đảo vì thông tin đám cưới. Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng xôn xao việc Nhã Phương về quê Trường Giang như ra mắt họ hàng. Liền sau đó, nữ diễn viên đăng tải lên trang Facebook cá nhân một bức ảnh có dòng chú thích ngắn ngủi tháng 5, kèm dòng cảm xúc cảm thấy hồi hộp úp mở chuyện cưới sinh khi tham gia bình luận cùng bạn bè và người hâm mộ. Mới đây, Trường Giang lại tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi đề cập nửa đùa nửa thật đến chuyện đám cưới của cặp đôi. Đúng là ngày 25 tháng 5, có đám cưới nhưng chưa biết năm nào, danh hài cũng chia sẻ việc chụp ảnh cưới tại Phú Quốc và đám cưới sẽ diễn ra ở bãi biển khiến cộng đồng gần như chắc chắn về thông tin đám cưới của cặp đôi. Bất ngờ, nữ diễn viên chia sẻ bài viết nhưng ngầm ám chỉ chuyện cưới chỉ là tin đồn và những hình ảnh họ chụp khi tham gia một bộ phim. Chính điều này khiến không ít người hâm mộ tỏ ra ngán ngẩm vì cặp đôi úp mở chuyện trọng đại của cả đời người như chiêu trò quảng bá trá hình cho bộ phim. Yêu thì cưới, không yêu thì đừng lấy ra tạo làm tâm điểm, chỉ mong hai anh chị có thể cùng nhau tiến tới hạnh phúc. Thời gian có hạn, vinh quang thì cũng không thể trường tồn mãi được, Facebook Thanh Đinh thẳng thắn. Còn Facebook Hoàng Ngọc đưa ra ý kiến ngay dưới bài chia sẻ của Nhã Phương rằng chị ấy lâu lâu chơi trò này để không bị lãng quên, vài bữa lại đăng cái trạng thái đáng thương, giống như mình bị bỏ xong vài hôm sau, lại thấy cái hình đeo nhẫn cưới, xong fan lại xôn xao chuẩn bị cưới, rồi lại đính chính là phim, cứ xoay khán giả mông mông. Cư mạng tỏ ra băn khoăn vì thông tin đám cưới của cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương. Hồng Ngọc đã chứng kiến lúc cay đắng nhất của mối quan hệ Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ. Nữ ca sĩ rất xúc động khi nói về tình cảm 15 năm của hai người đồng nghiệp cô yêu thương. Buổi tiệc kỷ niệm 14 năm 9 tháng quen biết nhau của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ diễn ra tối 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiệc có sự tham gia của khoảng 100 người thân thiết với cặp đôi. Trong đó có nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Thu Hoài, vợ chồng Trấn Thành Harry Won, đôi tình nhân Trường Giang Nhã Phương. Tuy nhiên, ca sĩ Hồng Ngọc, người em thân thiết nhất với Mr. Đàm lại không có mặt. Giữa buổi tiệc, ekip đã dành cho Mr. Đàm Dương Triệu Vũ món quà là đoạn clip chia sẻ của những người thân như ca sĩ Hồng Ngọc, hai con nuôi của Mr. Đàm, mẹ của Dương Triệu Vũ và đạo diễn Trần Vi Mỹ. Hồng Ngọc đã làm những người có mặt trong buổi tiệc rất xúc động bởi những tâm sự chân thành của cô. Giọng ca Mắt Nai Cha 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 nói, cô đang ở Sydney nên không về để chung vui được. Theo Hồng Ngọc, 15 năm là chặng đường dài và có nhiều kỷ niệm. Để có được 15 năm đó không phải chuyện đơn giản, mà tất cả nhờ cái duyên. Nữ ca sĩ vui vì may mắn chứng kiến những kỷ niệm giữa Mr. Đàm Dương Triệu Vũ. Và sau 15 năm trôi qua, tình cảm họ đối với nhau vẫn đông đầy. Ngọc đã chứng kiến những lúc đau khổ cay đắng nhất và lùm xùm chuyện xảy ra của hai người. Ngọc luôn mong hai người là gì đó đặc biệt nhất dành cho nhau, trên cả tình bạn và tình yêu. Từ lâu, khán giả đều biết mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa Hồng Ngọc với Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Họ coi nhau như người nhà, luôn ở bên quan tâm chia sẻ với nhau mọi thứ. Hồng Ngọc cũng là người hiếm hoi mà Mr. Đàm gọi là em gái. Dương Triệu Vũ chia sẻ, hôm đó khi xem đoạn clip chị Hồng Ngọc nói tôi bắt đầu khóc, vì chị là người hiểu hết mọi chuyện của tôi và anh Hưng. Ngược lại, chuyện của chị thì chúng tôi cũng hiểu nhất. Khi chị Ngọc có bầu, người chị thông báo đầu tiên là tôi và anh Hưng. Buổi tiệc 14 năm 9 tháng của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ là một trong những sự kiện gây xôn xao showbiz Việt nhất thời gian qua. Trong tiệc, Dương Triệu Vũ đã khẳng định đây chỉ là buổi để anh nói lời cảm ơn Mr. Đàm vì những gì ông Hoàng Nhạc Việt làm cho anh suốt 15 năm qua. Anh và Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về nhau. Đàm Vĩnh Hưng đã hứa sẽ thay bố mẹ Dương Triệu Vũ yêu thương và chăm sóc anh. Mr. Đàm còn tặng em trai Hoài Linh hai chiếc áo gói do anh tự tay thêu hoa. Will và Khay Thiên Nguyễn lại khiến khán giả thổn thức vì quá mùi mẫn. Không nằm ngoài dự đoán, Khay Thiên Nguyễn chính là cái tên đồng hành cùng Will trong dự án âm nhạc mới. Nữ diễn viên đã có những cảnh quay vô cùng lãng mạn khiến khán giả phải thổn thức và ganh tị. Không khiến khán giả đợi quá lâu, mới đây, Will đã chính thức hé lộ vai nữ chính trong MV mới nhất Nơi Ta Chờ Em. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả người hâm mộ, đó chính là Khay Thiên Nguyễn, cái tên đang gây sốt cho làng điện ảnh Việt Nam nói riêng và giới giải trí nói chung.
sự xuất hiện cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc như lời cảm ơn mà cặp đôi dành cho người hâm mộ. Với những cảnh quay vô cùng ngọt ngào, lãng mạn, Will và Kay Thiên Nguyễn chắc chắn sẽ đốn tim khán giả. Will và Kay Thiên Nguyễn gặp nhau trên phim trường Em Chưa 18. Mặc dù có khá nhiều nghi vấn chuyện phim giả tình thật của cả hai, nhưng những người trong cuộc chưa bao giờ chính thức lên tiếng về mối quan hệ thật. Sau thành công của bộ phim, Kay Thiên Nguyễn được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, nên sự xuất hiện của Kay Thi càng khiến cho MV mới của Will nóng hơn bao giờ hết. Fan của cặp đôi này có thể mãn nhãn từ bối cảnh, trang phục lẫn màu sắc đều rất trẻ trung, hiện đại. Là một trong những cặp đôi đẹp của V-pop, trong suốt quá trình quay, không khó để bắt gặp được cảnh cả hai luôn bên nhau, chăm sóc đối phương. Cô nàng Kay Thi khiến cả đoàn ganh tị vì luôn được Will ân cần chăm sóc. Mặc dù đang bị say nắng dưới cái nóng hơn 40 độ, nhưng lo bạn gái mệt, anh chàng Galang Will dù chưa tới lượt quay của mình nhưng vẫn đi theo phía sau của máy quay để có thể cổ vũ và che nắng cho Kay Thi. Lại có cảnh cả hai phải chạy nhảy qua từng chiếc thuyền trên biển. Cô nàng ban đầu khá sợ nên không dám nhảy qua, nhưng Will đã đưa tay đón lấy, dắt qua từng bước. Thường im lặng trong các câu hỏi về các mối quan hệ, sự kết hợp này của Will được nhiều người cho rằng anh chàng đang muốn chính thức công khai tình cảm của mình bằng một sản phẩm âm nhạc với Kay Thi Nguyễn. Nam ca sĩ hy vọng với sự kết hợp ăn ý này của cả hai sẽ làm khán giả thêm yêu thích.